vì sư tử có khả năng bắn đạn đạn siêu to. Ngoài ra Zombie còn được buff 5 lên, được tăng x2 tốc chạy khi còn 50% máu. Sunflower sư phụ. Mặt trời màu nhạt khả năng cộng 25 với mỗi giờ mỗi khoảng nó di chuyển trên chiến sân. Blast Zombie x2 tất cả tốc chạy cho toàn Zombie. Mất nón bạc tăng tốc chạy. Venus sở hữu khả năng hồi phục máu.
này khả năng hồi phục hiệu quả càng cao. Gameplay quá easy. Cho đến khi tôi gặp cái mặt có cơ chế như cái cờ cờ. Và sau đây là pha tình hoàn thành quá nhiều tốc alo của bạn tôi. Bình tĩnh đã nào. Bây giờ nó mới chơi thật. Giữ được hẳn một cái xe quá ghê gớm.
Lusa kích hoạt khả năng ở ô thứ 8 sẽ nhảy 3 ô tiếp. Nhập 3 ô về phía trước. Thank you.